giải hạng nhất quốc gia bia sao vàng 2023 phát sóng trọn vẹn trên các nền tảng FPT Play. Xin chào quý khán giả thân yêu của FPT Play. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang được chứng kiến những hình ảnh được truyền trực tiếp từ sân vận động Quảng Nam trong những diễn biến mới nhất của giải hạng nhất quốc gia bia sao vàng 2023. Phía trước chúng ta sẽ là cuộc đối đầu giữa đội chủ nhà Quảng Nam và những vị khách câu lạc bộ Huế. Đây là đội hình ra sân mà huấn luyện viên Văn Sĩ Sơn sử dụng trong trận đấu ngày hôm nay. Đứng trong khung thành của đội chủ nhà vẫn là thủ thành Tống Đức An. Ở phía trước anh là bộ ba trung vệ Văn Ngọc, Ngọc Hiệp và Văn Hưng. Ở hàng tiền vệ sẽ lần lượt là những cái tên Ngọc Đức, Văn Hiếu, Văn Toàn, Hoàng Thế Tài và Nguyễn Văn Ca. Trên hàng công thì Ngân Văn Đại sẽ đá cặp cùng với Nguyễn Vũ Hoàng Dương, người sẽ đeo chiếc băng đội trưởng bên phía câu lạc bộ Quảng Nam, đó là Ngân Văn Đại. Trọng tài chính điều khiển trận đấu này đó là trọng tài Lê Đức Thuận, cùng với đó là các trợ lý Đặng Quý và ông Trần Đăng Chiến. Ngày hôm nay thì huấn luyện viên Nguyễn Đức Dũng vẫn đặt niềm tin vào thủ thành Nguyễn Tiến Tạo đứng trong khung thành, cũng là ba trung vệ giống như cách mà Quảng Nam sử dụng trong trận đấu ngày hôm nay. Thì bên phía câu lạc bộ Huế đó là những cái tên Bảo Tuấn, Thế Hiếu và Đặng Phước. Ở hàng tiền vệ lần lượt sẽ là những cái tên Thế Hiếu, Lê Quốc Nhật Nam, Nguyễn Văn Sang và Văn Trọng. Ở hàng công thì Sĩ Chiến cùng với Ngọc Tú là những người sẽ hỗ trợ cho mũi nhọn Hồ Thanh Minh. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với trận đấu. Và như vậy là cuộc đối đầu giữa câu lạc bộ Quảng Nam và câu lạc bộ Huế đã chính thức được bắt đầu. Trong hiệp 1 này thì các cầu thủ bên phía đội chủ nhà sẽ bảo vệ phần sân phía bên trái màn hình quý vị và các bạn. Một tình huống tranh chấp tốt của cầu thủ áo vàng. Và mở bóng của cầu thủ áo vàng. Ngân Văn Đại cố gắng tiếp cận với trái bóng. Tiếp tục là Ngân Văn Đại. Cơ hội cho các cầu thủ bên phía Quảng Nam rất nhiều, không vào. Bóng đã đập trúng sang ngang. Thêm một tình huống tiếp cận nữa. Lần này thì Tiến Tạo đã xử lý tốt hơn rồi. Vừa rồi thì Ngân Văn Đại đã thi đấu đầy nỗ lực để mở ra được cơ hội cho đồng đội, nhưng may mắn đã không đứng về phía của Quảng Nam. Không thành công rồi. Ở cự ly vừa rồi thì một cú đánh đầu sẽ không thể uy hiếp được khung thành của thủ thành Tiến Tạo. Văn Sàng, bóng đã đập trúng hàng rào. Rõ ràng là Quảng Nam sẽ không thích những quả đá phạt. Ở vòng đấu trước, với một tình huống sút phạt của cầu thủ bên phía Bình Phước, bóng đập trúng hàng rào đổi hướng. Khá tốt. Vẫn là các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Quảng Nam. Bùi Văn Hiếu sút bóng. Một tình huống mà các cầu thủ áo vàng đã khá tự tin với những pha phối hợp ở phía trước vòng cấm địa bên phía câu lạc bộ Huế. Phối hợp với đồng đội. Cơ hội cho các cầu thủ bên phía Quảng Nam. Pha lên bóng khá mạch lạc của các cầu thủ đội chủ nhà. Nhưng trong tình huống vừa rồi thì Tiến Tạo đã kịp thời băng lên để làm hẹp đi góc sút của cầu thủ bên phía câu lạc bộ Quảng Nam. Một lần nữa chúng ta xem lại nỗ lực trước đó của Hoàng Dương. Thế Tài đã có một pha mở bóng để Hoàng Dương thoát xuống, nhưng Tiến Tạo đã kịp thời băng lên. Và vẫn còn đó những cầu thủ nòng cốt và có chất lượng như là đội trưởng Ngân Văn Đại, Hoàng Thế Tài, rồi thủ thành Tống Đức An. Cho đến lúc này thì vị trí của câu lạc bộ Quảng Nam chưa thực sự khả quan. Dứt điểm khá nguy hiểm đến từ Ngân Văn Đại. Bóng đã đi về phía góc gần của thủ thành Tiến Tạo. Như vậy người vừa có cú dứt điểm đó là Văn Ca. Chính xác hơn thì cú dứt điểm vẫn thuộc về Ngân Văn Đại. Văn Hưng. Đường chuyền đã không thể bị cắt. Tiến Tạo một lần nữa cho thấy khả năng đọc tình huống và băng ra để khép góc của mình. Anh đã ngăn cản thành công được tiền đạo Ngân Văn Đại bên phía câu lạc bộ Quảng Nam. Sút bóng. Có một cú sút xa vừa được đưa ra từ Nguyễn Vũ Hoàng Dương. Bóng được treo vào trong. Không khó với Nguyễn Tiến Tạo. Nguyễn Tiến Tạo đã bị đau sau một tình huống va chạm với người đồng đội. Nguyễn Tiến Tạo là người chơi tốt nhất bên phía câu lạc bộ Huế trong hiệp thi đấu đầu tiên. Tiếp tục là Quang Huy đưa bóng vào. Khá nhiều những quả tạt được đưa ra từ các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Quảng Nam, nhưng cho đến lúc này thì họ chưa thể có được sự thành công. Thêm một quả tạt nữa. Đánh đơn.
cuối cùng thì bàn thắng cũng đã xuất hiện trên sân vận động Quảng Nam. Quang Huy đã để lại dấu ấn sau khi được tung vào sân trong hiệp 2. Chỉ mất 10 phút, số 73 đã giúp cho các cầu thủ bên phía Quảng Nam vượt lên. Tình huống chuyền bóng là của Nguyễn Văn Đạo. Bóng được điều xuống cánh trái, lại là Quang Huy tạt bóng vào. Không thể có cú đánh đầu. Vẫn là các cầu thủ áo vàng sút bóng. Đôi cho đội chủ nhà. Một cú lốp bóng từ xa khá nguy hiểm. Tống Đức An chơi tập trung, anh kịp thời lui về và đã va vào cột. Cầu thủ bên phía câu lạc bộ bóng đá Huế đã có một quyết định dứt điểm táo bạo. Xuất xa. Lần này thì Tống Đức An đã phải làm việc vất vả hơn khá nhiều rồi. Đá phạt sẽ được thực hiện bởi Hoàng Hưng. Bóng đi quá sâu. Vừa rồi thì Tiến Tạo cũng đã có những bước lỡ nhịp. Rất may anh vẫn kịp thời phản ứng và đấm được bóng ra. Có thêm một pha lên bóng dành cho các cầu thủ đội chủ nhà. Cú dứt điểm kỹ thuật. Pha dứt điểm ấn tượng đến từ cầu thủ bên phía câu lạc bộ Quảng Nam. Đó là vắt. Đó là số 12, Hoàng Hưng. Nguy hiểm. Chưa thể có bàn thắng giúp đỡ cách biệt cho các cầu thủ bên phía câu lạc bộ bóng đá Huế. Nguy hiểm. Một tình huống đánh đầu về, thiếu quan sát. Cơ hội cho các cầu thủ Quảng Nam. 2-1. Đối mặt, dứt điểm. Bàn thắng của Lê Văn Nam sẽ tô điểm cho chiến thắng của Quảng Nam. Bàn thắng đến ở phút 86 và 3 điểm sẽ ở lại với đội chủ nhà. Và như vậy là tiếng còi kết thúc trận đấu đã vang lên từ trọng tài Lê Đức Thuận. Những bàn thắng của Quang Huy, Văn Ca và Văn Nam đã giúp cho câu lạc bộ Quảng Nam vượt qua được câu lạc bộ Huế với tỷ số 3-0. Quý vị và các bạn thân mến, những hình ảnh này cũng sẽ khép lại buổi tường thuật trực tiếp của chúng tôi về những diễn biến của giải hạng nhất quốc gia Bia Sao Vàng 2023. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng FPT Play. Xin chào và hẹn gặp lại. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.